cảm ơn ạ. Không giải được đâu. Chưa cái đồ nghèo hết. Cái con bé này là mất thời gian của mình. Nãy phải về thay quần áo. Cháu có muốn kiếm tiền không? Ai đây? Quên biết gì mà ra nói chuyện. Tính làm gì? Không. Chú chỉ định hỏi là cháu có muốn kiếm tiền không? Nếu muốn ra đây bưng bê với chú một ít tấu. Chú nhìn cháu này, còn chú bắt cháu làm mình đi việc bưng bê ý á. Bấn đâu? Chú thấy cái bụng của cháu đang cãi lại lời cháu nói rồi đấy. Sơ này ra ngoài kia cho chú. Rồi tí nữa chú sẽ giả lương cho cháu. Vâng ạ. Thôi cố vậy.
ngon ngon mà ăn nhá. Cháu cảm ơn. Con bé này, nhìn cách làm việc chắc chắn là mới từ sướng lại khổ đấy mà. Thế là mình kiếm được tiền rồi. Trời lạnh này, sao chị Trang lại nằm ngủ ở ngoài? Trang ơi! Trang! Sao lạnh này chị lại nằm ngủ ở ngoài? Trang ơi! Chị Trang! Chị Trang! Có ai không? Giúp tôi với! Trang ơi! Trang! Trang! Trang ơi! Cố lên! Chị Trang chị nằm ở nhà! Trang! Trang! Chị tỉnh đi! Chị tỉnh đi Trang! Trang ơi! Em xin lỗi chị vì đã nuôi hiểu lầm chị. Không có gì đâu, em của chị nhận ra được là rất là tốt. Tớ cũng xin lỗi, số tiền kia tớ tìm được rồi, là do tớ bất cẩn nên làm cậu bị oan. Không sao đâu. Em hiểu chuyện như vậy là tốt rồi. Bây giờ chị sẽ cho em biết một bí mật. Mọi chuyện đã xảy ra đều là do chị sắp xếp để cho em ngon hơn thôi. Thật à? Chứ em cứ hư thế chúng ta sẽ sớm muộn có ngày này thôi. Vâng, em biết rồi ạ. Em hứa từ lần sau em sẽ không làm thế nữa đâu ạ. Em bảo chị ngoan lắm, rồi chúng ta về nhà thôi. Vâng ạ. Chị cảm ơn.